Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở miền núi phía Bắc. Đắk Lắk, cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã xuất khẩu sang nhiều nước. Ninh Thuận khởi tố các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng qua điện thoại. Cẩn trọng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, núp bóng hàng ngoại. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với những thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra ở vùng miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất xảy ra từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã và đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Đáng chú ý, đến nay đã có 9 người chết, 2 người mất tích. Được biết trong số 9 người thiệt mạng, tỉnh Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề với 4 người, tiếp đến là Hà Giang là 2 người, Điện Biên 2 người, Hòa Bình 1 người. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích, ở tỉnh Hà Giang 1 người và Cao Bằng 1 người. Về thiệt hại tài sản tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều điểm bị ngập, sạt lở, nhất là trên địa bàn huyện Định Hóa. Nhiều diện tích lúa mới cấy bị ngập úng. Tại tỉnh Hà Giang, 57 ngôi nhà bị ảnh hưởng do nước đá sạt lở, gần 100 hectare lúa, hoa màu và thủy sản bị thiệt hại. 26 điểm đường giao thông liên thôn liên xã bị sạt lở, một cây cầu cổ bị cuốn trôi, ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng. Còn tại Lào Cai, ngoài 3 ngôi nhà, 3 công trình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, còn có 2 điểm sạt lở trên quốc lộ 4D và 21 điểm giao thông liên thôn bị sạt lở gây hỏng 5 cống thoát nước. Ước tổng thiệt hại 2 tỷ đồng, hiện các điểm giao thông liên thôn cơ bản đã thông tuyến cho người và phương tiện ô tô. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tổng quát bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc dân tộc, phát triển các công trình văn hóa hiện đại có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc, hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể 20 di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu. Hỗ trợ nâng cấp tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia. Thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc. Ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, bảo tồn 15 làng bản buông truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa. Thưa quý vị, không có cơ hội được lựa chọn và không được tự quyết định kế hoạch sinh sản đang là rào cản đối với hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Rào cản này khiến họ không có cơ hội tiếp cận được với những việc làm thỏa đáng, dẫn đến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Ngược lại, những gia đình khi phụ nữ được tôn trọng và được trao quyền quyết định số con được giáo dục tốt hơn và góp phần tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn. Nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, chương trình đã có những ghi nhận về vấn đề này. Cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng vì mong muốn có con trai nối dõi, nên gia đình ông Nguyễn Văn Kỷ ở xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vẫn sinh đến 4 người con. Khó khăn chồng chất khó khăn khi ông bị ốm đau. Vì thế, vợ và 4 người con gái đều phải làm lụng vất vả để có thể trang trải cho cuộc sống gia đình. Ở đôi khi nhiều nó vất vả, đủ các mọi việc. Thế là nhà quê nó cũng các cụ phụ thuộc trước là nó thế nên phải chịu thôi chứ. Sinh con một bề, đặc biệt là một bề gái, đã và đang là trăn trở của không ít gia đình hiện nay, khi mà tư tưởng sinh con trai nối dõi tông đường đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Thế nhưng, thoát khỏi những suy nghĩ định kiến ấy, hiện nhiều gia đình đã quyết định dừng lại ở hai con để chăm sóc tốt hơn. Bây giờ con nào mà chả là con, mà con nào thì mình cũng phải nuôi dạy cho con, cho nó ăn học cho nó tốt. Đấy, cốt làm sao để cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn, chứ không phải là cứ con trai thì mới được. Thực tế cho thấy, khi phụ nữ và trẻ em cái có thể tự do quyết định việc có sinh con hay không, thời điểm sinh con và số con mong muốn, họ sẽ có nhiều cơ hội để có thể tìm kiếm các công việc được trả lương và tăng mức thu nhập cho gia đình. Việc đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp phụ nữ nâng cao vị thế của mình hơn và gia đình được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk,
hiện nay cà phê nhân Robusta của địa phương mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Việc xuất khẩu cà phê nhân mang thương hiệu này không những nâng cao giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, mà còn quảng bá sản phẩm cà phê nhân của tỉnh Đắk Lắk đến với nhiều nước trên thế giới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 doanh nghiệp kinh doanh cà phê được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, với sản lượng đăng ký trên 46.622 tấn cà phê nhân một năm. Ngoài việc tham gia xuất khẩu, các công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cũng đã đưa cà phê nhân có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột giao thương với các nhà rang xay trong nước nhằm tăng cường hệ thống nhận diện quảng bá thương hiệu này tại các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng. Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng thành công các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm hùm, cá giò, ốc hương kết hợp với hầu Thái Bình Dương trên vùng biển Hồng Mê, tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn 9 tháng triển khai đề tài đã cho thấy những kết quả khá khả quan. Qua khảo sát thực tế, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 chọn trạm Hồng Mê 1 để thực hiện mô hình nuôi cá và tôm hùm lồng. Trạm Hòn Mê 2 nuôi ốc hương kết hợp với hầu Thái Bình Dương. Các mô hình sử dụng lồng nuôi công nghệ cao của Na Uy có khả năng chống chịu với bão gió cấp 12 và thao tác dễ dàng. Qua hơn 9 tháng nuôi, hiện cá giò và tôm hùm sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với ốc hương sau 4 tháng đã chuyển sang giai đoạn nuôi thương phẩm. Riêng với hầu Thái Bình Dương thì kết quả rất kém do môi trường nước tại Hòn Mê quá sạch, hầu không thể thích nghi được. Hiện tại thì công ty cũng đã làm được khoảng 90 ô. Để là nuôi các một số các loài cá, loài thủy sản, từ những cái chăm sóc rồi đến cái vấn đề môi trường để cho các loài thủy sản nó được phát triển nó với tốc độ là nó nhanh hơn như ở so với các vùng ven biển. Điểm đặc biệt của mô hình này là sử dụng các loài nuôi có đa dạng loại thức ăn khác nhau để tận dụng chất thải, nâng cao năng suất, góp phần di chuyển địa điểm nuôi từ ven bờ đến các hòn đảo xa bờ nhằm đảm bảo môi trường sinh thái. Những ngày qua, hơn 100 hộ dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Huế hết sức bàng hoàng về việc cá lồng nuôi gần đến ngày thu hoạch bỗng nhiên chết hàng loạt, không một lý do. Bình thường mỗi kg cá có giá khoảng 60.000 đồng, nay mỗi con nặng từ 3-4 kg chỉ với 100.000 đồng. Để cứu những con cá còn sống sót, người dân đã thực hiện sục khí tạo oxy cứu cá, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Theo thống kê, số cá thống hài hiện nay vào khoảng trên 1.000 con, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Thiết kế chính quyền địa phương cần có những giải pháp phù hợp trước tình trạng trên. Thưa quý vị, xây dựng cao ốc là giải pháp cho bài toán bức xúc nhà ở của người dân tại các thành phố lớn. Thế nhưng, chính những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm hiện nay lại trở thành hiểm họa của các đô thị bởi áp lực nó gây ra cho hạ tầng, giao thông và sinh hoạt của người dân. Sau đây là những ghi nhận của chương trình tại thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội vốn êm đềm với 80 hectare hồ nước, cây xanh, các chung cư 11 tầng, bỗng bị xâm lăng bằng 12 tòa chung cư cao tới 40 tầng, đẩy dân số khu vực này tăng lên gấp 3 lần. Ra ngoài đường đấy là va chạm là toàn thấy xe cộ rồi người, toàn thấy người là người, rất là bí bách. Không chỉ tại Linh Đàm, nhiều tòa nhà cao tầng được xen kế vô tội vạ trong nội đô, tận dụng tối đa chiều cao và mật độ, bất chấp quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, đã gây ra hàng loạt hệ lụy. Khi chúng ta cấp phép thì chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện cấp phép. Rồi chúng ta nghĩ đến chuyện là đây là có bãi đất trống thì có thể là có cái chung cư mọc lên được. Và chúng ta không cân đối cái việc đó với tất cả những yếu tố khác có liên quan tới cuộc sống, tới sự sống của những cư dân tại toàn bộ cái khu vực này. Ùn tắc, dân số tăng, quá tải hạ tầng, thiếu trường học, nhà trẻ, bệnh viện là những hệ lụy nhìn thấy rõ của việc xây dựng cao ốc tràn lan như hiện nay. Tiếp theo là một bất cập nữa chúng tôi muốn phản ánh. Thưa quý vị, từ đầu năm 2017, để phòng chống ngập vào mùa mưa, các đơn vị liên quan đã thực hiện nhiều phương án chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các ứng dụng cảnh báo ngập cũng đã được ra đời nhằm giúp người dân ứng phó với mưa lớn ngập lụt. Thế nhưng, đến nay, những phương án này vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Khi xuất hiện những cơn mưa lớn, người dân vẫn phải chịu cảnh ngập nặng. Đây là tình trạng chung của rất nhiều hố ga trên địa bàn thành phố đang gặp phải. Rác, những tấm ni lông hay bất kể những vật gì có thể đậy miệng hố ga đều được người dân sử dụng, thậm chí là xây cả bê tông để không bị tháo dỡ. Việc làm này làm giúp hạn chế mùi hôi từ các miệng hố ga. Tuy nhiên, khi gặp mưa lớn, đường bị ngập bởi không thể thoát nước. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới xây dựng được 7 vị trí kênh rạch bị lấn chiếm, còn 60 vị trí vẫn đang tiếp tục được xử lý. Ngoài ra,
còn có 88 tuyến cống bị lấn chiếm với chiều dài hơn 13 km, bao gồm 392 hầm ga. Thế nhưng, những phương án giải quyết ngập được đề ra vẫn không thể phát huy tác dụng khi người dân chưa có ý thức. Vừa qua, công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt ứng dụng UDI Map. Tuy nhiên, do hạn chế về đối tượng và trang thiết bị, khiến ứng dụng không được tiếp cận rộng rãi. Hiện tại bây giờ thì công ty chưa có phát triển ứng dụng trên phiên bản iOS. Thì sắp tới công ty cũng phát triển thêm một số những cái công cụ, những cái tiện ích để cho cái sự tương tác giữa người sử dụng và công ty nó được suôn sẻ và nó được thân thiện hơn. Theo các chuyên gia, để góp phần giảm thiểu tình trạng trên, thành phố cần phân cấp lại hệ thống thoát nước trên địa bàn về một đầu mối quản lý, vận hành, quản lý và phát triển theo lưu vực. Tiếp theo chương trình là phần thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến hàng loạt các vụ cướp giật tài sản của người dân và du khách xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước đó vào khuya ngày 9 tháng 7, trong quá trình tuần tra, đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang hai đối tượng gồm Phạm Phú Quốc và Võ Gia Minh, cùng 18 tuổi quê tỉnh Quảng Nam, thực hiện hành vi cướp giật một chiếc điện thoại của người đi đường. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 5 đối tượng khác cũng nằm trong nhóm, sống lang thang chuyên cướp giật tài sản. Nhóm này do Nguyễn Đình Tuấn, 18 tuổi quê tỉnh Quảng Nam cầm đầu. Theo điều tra, từ tháng 6 năm nay, cho đến khi bị bắt, Tuấn đã điều khiển xe chở đồng bọn cùng thực hiện 18 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là túi sách, điện thoại di động của du khách. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 7 xe máy, 8 điện thoại di động và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chiều ngày 10 tháng 7, ba đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại gồm Nguyễn Văn Toàn trú tại Quảng Ninh, Trần Thế Quynh trú tại Bắc Ninh và Đàm Trọng Nghĩa trú tại Lạng Sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là gọi điện tự xưng là công an và thông báo cho bị hại là có liên quan đến các vụ án hình sự, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản mà bọn chúng cung cấp. Toàn là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng khác mở 15 tài khoản tại các ngân hàng ở tỉnh Quảng Ninh để nhận tiền của người bị lừa đảo. Còn Quynh và Nghĩa dùng tài khoản của mình để các bị hại chuyển tiền vào và trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, tại Ninh Thuận đã có 8 trường hợp bị lừa và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vùng 4 cho biết, đơn vị vừa bắt được hai tàu có hành vi san mạn dầu trái phép trên vùng biển khu vực Đông Nam Hòn Khoai, Cà Mau, trong đó một tàu cá Việt Nam và một tàu của Thái Lan. Tàu Thái Lan mang số hiệu Price Sky 777 do Sujin Ketkun, sinh năm 1970, quốc tịch Thái Lan, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 9 thuyền viên người nước ngoài, trong đó 4 thuyền viên mang quốc tịch Thái Lan, 4 thuyền viên mang quốc tịch Campuchia, 1 thuyền viên mang quốc tịch Lào. Tại thời điểm kiểm tra, tàu Thái Lan đang chở khoảng 300.000 lít dầu DO, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nguồn gốc của số dầu trên. Tàu cá Việt Nam bị tạm giữ có số hiệu BT98144TS. Trên tàu có 6 thuyền viên, không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Trên tàu chứa khoảng 6.000 lít dầu DO. Sau khi lập biên bản vi phạm, cảnh sát biển đã tạm giữ các giấy tờ liên quan, đưa hai phương tiện cùng các thuyền viên về đảo Phú Quốc, Kiên Giang để xử lý theo pháp luật. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể của một người đàn ông khoảng 30 tuổi tử vong tại chung cư cao ốc Xanh, quận 9 về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân tử vong. Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, người dân sống xung quanh chung cư cao ốc Xanh thuộc đường Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy một người đàn ông rơi từ tầng 16 xuống đất. Ngay sau đó, người dân vội vã chạy đến cổng chung cư báo cho bảo vệ. Khi đang bảo vệ chạy ra kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Nhận được tin báo, công an quận 9 nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp ở phần bên hông của chung cư. Được biết, nạn nhân đang thuê phòng sống chung với vợ và con. Hiện cơ quan công an đang thực hiện khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân tử vong. Nội dung chính của tiểu mục vấn đề hôm nay là những cảnh báo người dân cần thận trọng với đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, núp bóng hàng ngoại. Thưa quý vị, nhằm phục vụ cho nhu cầu vui chơi và giải trí của trẻ em, thị trường đồ chơi cho trẻ ngày càng đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Đánh vào tâm lý chuộng hàng ngoại của phần lớn các bậc phụ huynh, nhiều tiểu thương đã tung ra thị trường những mặt hàng đồ chơi trẻ em với giá rẻ, được quảng cáo là hàng ngoại nhập. Thế nhưng,
không ai biết chắc được nguồn gốc xuất xứ thực sự của những mặt hàng này từ đâu. Chúng tôi đã có những ghi nhận về vấn đề này tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không khó để tìm thấy những tiểu thương bày bán đồ chơi trẻ em tràn lan trên vỉa hè. Tại đây, nhiều món đồ chơi không rõ nguồn gốc, chất lượng, có màu sắc bắt mắt được bày bán một cách công khai. Trong vai một người mua hàng, phóng viên được một người phụ nữ chào mời với nhiều lời cam kết đảm bảo về chất lượng. Nó hay ngậm linh tinh lắm, sợ cái nó ngậm vào mấy cái móc này sợ nó cào rách mồm rách miệng nó ấy. Có đâu nó chỉ đi thôi, chị ra nó phải thảy sợ giống em thôi. Cuối tháng 2 tuổi có chơi được không? Được. Em mũ mà này, em mũ dễ quá. Cái nhựa này bọn nó ngậm vào miệng có hại gì không? Anh cái cửa rồi anh cho nó chơi. Về anh mới chỉ thì anh rửa rồi cho cháu nó chơi. Rồi. Bắn cái này có sợ vào mắt vào mũi bọn nó không? Không, giống như thường. Ok luôn. Trời đâu có gì mà. Tại đây nhiều món đồ giá bán chỉ từ 5.000 đồng trở lên, màu sắc bắt mắt, thu hút nhiều học sinh đến mua. Rất nhiều loại đồ chơi trên nhãn chỉ toàn tiếng Hoa, tiếng Anh mà không hề có nhãn phụ bằng tiếng Việt hay tem hộp QCR, thậm chí cũng không có cả địa chỉ sản xuất. Chị Nguyễn Lê Chi Mai, giám đốc công ty đồ chơi Phương Nga cho biết, để thiết kế một đồ chơi an toàn cần bảo đảm rất nhiều tiêu chí về an toàn, hóa học, cơ lý, tính chống cháy. Do đó chi phí sản xuất một sản phẩm là không hề rẻ. Cái hàng mà hàng chợ có thể nó chỉ rẻ hơn khoảng 20% thôi, nhưng mà cái nguy cơ tiềm ẩn của nó rất là nguy hiểm. Tiềm ẩn lâu dài đó là có thể là những cái việc mà trẻ bị mắc bệnh ung thư sau này bởi những cái độc tố mà nó rất là hại trong những cái loại nhựa mà không đảm bảo chất lượng, những cái loại nhựa mà tạp chất hay là nhựa tái chế. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh còn có thói quen đặt mua đồ chơi cho con em mình qua các trang web nước ngoài hoặc đặt hàng sách tay vì cho rằng cứ hàng ngoại là chất lượng. Tuy nhiên, không phải món đồ chơi nào có xuất xứ từ nước ngoài cũng đảm bảo an toàn. Vì vậy, nhiều người dù bỏ ra món tiền lớn nhưng vẫn mua phải hàng không đảm bảo. Các món đồ chơi trẻ em không đảm bảo nguồn gốc không chỉ tổn hại đến người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng đến các đơn vị kinh doanh chân chính. Các bậc phụ huynh nên chọn mua đồ chơi tại các cơ sở, cửa hàng uy tín, không nên vì ham giá rẻ hay mác hàng ngoại mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con em mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ sập tường khiến 2 công nhân tử vong. Khánh Hòa khó xử lý người nước ngoài vi phạm luật giao thông. Bắc Ninh bắt 2 đối tượng vừa bán tiền giả để cướp tiền thật. Cảnh báo bệnh thoái hóa cột sống đang bị trẻ hóa.